Hôm nay thơ Việt Nam tặng quý thính giả với chủ đề văn học đồng hành. Sáng tạo của những người nghệ sĩ sẽ tiếp tục đồng hành cùng quê mẹ Tam Kỳ đất Quảng. Ở thời điểm xuất phát cuộc hành trình này, từ văn thánh này, chúng ta sẽ dâng hương tại đài kỷ niệm để ngắm cảnh, để đi du thuyền, để sinh hoạt, giao lưu và dự lễ kết nạp hội viên mới. Năm 2018 là dịp để chúng ta xây dựng tình cảm đoàn kết nhất. Mong rằng tất cả chúng ta sẽ tuân thủ tốt các quy định để chuyến đi thành hành và toàn thể hội viên chúng ta vào khu văn thánh để dâng hương các bậc tiền bối tưởng niệm các nhường đây. Cái thằng em. Dạ luôn. Biết rồi. Ấn mấy người nào đó. Cũng được cái mua đây cái tài tập ký mà nghe tập kỳ lên xé làm cái tài đó cũng được à. Thì đây nữa đó, lấy cái viên gạch đó, lấy dựng cái viên gạch lên cái để cho anh em đốt hương này. Đây. Số người như vậy là ổn định, thì chúng ta phải có cái giấy, cái số giấy để tết mậu thân. Đó là phần chính để chúng ta tưởng niệm các văn nghệ sĩ, các đồng bào chúng ta đã ra cái phương tiện như chúng ta vừa đây. Theo chương trình đó, thì chúng ta sẽ có một tiếng đồng hồ theo cái chương trình là chúng ta sẽ thấy những khu đảo đã chìm trong cao su đã trồng từ Hồ Pháp để làm cái đồng điền cao su ở đây. Đó là di tích còn lại. Ca ấn từ ngay cái lòng suối để sẽ tổ chức họp mặt nguyên tiêu ở tại trong hội trường này. Do đó thì tức là đặc biệt rồi, hoặc đặc biệt thì giá nó cao hơn, nhưng thì mời các nhà thơ chúng ta chuẩn bị cái bài nào đó tiêu biểu, cái bài nào đó thích để chúng ta. Hiện nay là có khách mời của đơn vị là Hội Văn học nghệ thuật tỉnh, là đồng chí tổng biên tập cũng như đồng chí các anh chị sáng tác ở các văn hội hay thể hiện cái tình đoàn kết với các nhà thơ, thể hiện tình đoàn kết với chúng mình trong văn quá. Bên đây là chúng tôi liên hệ để lên tàu mừng tại quý vị này chúc chúng ta có một ngày chú Vũ đi cũng để này cho đỡ sắc lên trên này không. Dạ cái du lịch đây. Tức là cháy nấu ra đi. Cái dây cái đu dây này đâu hoạt động? Thôi hoạt động đâu? Đang mua bán thì chưa hoạt động. Còn mấy người nữa đúng không? Không ta giao thông cũng được lựa chọn bữa nay em đi kiếm co là trừ ta cố cái đi đo thèm đồ Thái đi đó rồi.
đi. Anh chụp anh. Rút thường quân bỏ kiếm ra mà. Đi bắn cho anh ta là tát mà. Nhưng mà anh nó chụp cái thằng. Cái ngồi xuống đi. Đấy, đấy, đấy. Tao chạy luôn như lá gì. Đề nghị diện quan lấy cái mũ bảo hiểm xuống đây. Đi thuyền mà này, đầu mũ bảo hiểm. Có em đây nè. Em này nhỏ quá. Mở ra. Mở ra giùm cái đây. Không ngồng cho gì giùm. Thầy trả lấy kìa áo rồi. Từ giờ nay nó nào. Thấy là vào mà nó nốt nó miếng. Tiền quá hát về cho lấy cái thế đi. Bài thơ Nhiều Khi Xuân Như Thể của nhà thơ Nguyễn Tấn Sĩ. Đôi khi ta thấy cần xem lại mình phải hồn nhiên như thể xuân. Suối nguồn quên chảy, anh yêu em mà bao giờ được thấy sau là
dài có trái tim. Không có xuân, không có cuộc đi tìm, không người chôn, cuộc chơi như chẳng có. Ai sẽ hát lại bài ca quan họ? Ai sẽ hát lại bài ca quan họ? Để mê chơi quên lối ở không ở về. Nhiều khi xuân cũng rất nhiều khê, muốn hồn yên phải 10 lần được khóc. Đời bị trói bằng 3000 sợi tóc, giữa mịt mùng chờ tịch của em cho. Cứ mong xuân như thể cuộc hẹn hò, những vùng dài không bao giờ trở lại, rồi hết làm con trai, rồi thôi làm con gái, sẽ bần thần ngóng mãi phía xuân trôi. Và năm nay Hội Văn học Nghệ thuật Tam Kỳ tổ chức chuyến du xuân để thay thế bằng cái rằm Nguyên Tiêu hàng năm. Thì chị là một người thường niên ngâm thơ cho các anh, các chị nhà thơ của Tam Kỳ. Cái suy nghĩ của chị hiện nay là cái cuộc đi này. Anh thì nói chung là tôi là cũng được vinh dự là hội viên Hội Văn học Nghệ thuật của thành phố Tam Kỳ cũng được nhiều năm. Mà năm nào thì thấy hội cũng có tổ chức đêm thơ Nguyên Tiêu ở tại các cái địa điểm tại thành phố. Đến lúc thì ở nhà bảo tàng văn hóa, sau này đổi về cái chỗ khẩu khổng miếu đó. Mà năm nay thì tôi cũng tôi tưởng rằng chắc là rằm riêng rồi cũng tổ chức một đêm thơ Nguyên Tiêu như mọi năm. Không ngờ là có sự thay đổi đột như thế này á, thì tôi thấy nó cũng có nhiều cái nó hay, nó phong phú hơn, được đi đi dạo, đi ngắm cảnh thiên nhiên, nhất là cái cảnh này là của Tam Kỳ mà là của tỉnh Quảng Nam nữa. Mà tôi cũng ít được đi, lần này là được vinh dự được đi như thế này để đi theo với các anh em trong hội thì tôi thấy rất là vui và cũng có ý nghĩa hơn. Ngâm thơ ở trên những cái không gian thế này với lại ngâm thơ ở trên sân khấu thì chị thấy khác nhau như thế nào? Sân khấu thì đôi khi tôi cũng có một sự chuẩn bị trước, có được báo trước bài đưa trước rồi lo sự chuẩn bị trước. Còn đây là nó là một sự đột ngột. Khi được lên thuyền rồi thì tôi được báo là sẽ ngâm một bài thơ xuân hoặc là về địa danh nào của Phú Ninh. Thì tôi chợt nhớ ra là thầy sĩ có bài thơ nói về xuân, cho nên là tôi cũng nghĩ là bài thơ xuân. Bối cảnh này nó có làm tăng cái nguồn cảm hứng. Có lẽ ngồi trên thuyền vừa ngâm mà vừa ngắm sông nước cây cối như thế này, chắc có lẽ nó cũng làm cái tâm hồn mình phải hớn hở hơn là đứng trên sân khấu. Cảm ơn chị. Thưa nhà thơ Vòng Thông, thì năm nay Hội Văn học Nghệ thuật Tam Kỳ tổ chức một cái chuyến du xuân trên hồ Phú Ninh, thay bằng cái việc tổ chức đêm Nguyên Tiêu tại công miếu như hàng năm, thì anh có thể cho biết sự thay đổi này nó như thế nào? Hàng năm thì Hội Văn học Nghệ thuật thành phố Tam Kỳ đều tổ chức đêm thơ Nguyên Tiêu. Đêm thơ Nguyên Tiêu tại Văn Thánh, nơi cơ quan vừa đóng và cũng là phong cảnh đẹp của Tam Kỳ. Và nó nói chung là làm theo cái dạng lễ hội. Thì đã 6-7 năm làm như vậy rồi. Năm nay thì được sự hỗ trợ của Ủy ban Nhân dân thành phố, chúng tôi thay đổi cái hình thức, tức là cũng kỷ niệm 16 năm ngày thơ Việt Nam,
và đêm nguyên tiêu, rằm nguyên tiêu, nhưng chúng tôi thay đổi là đi du xuân nguyên tiêu trên hồ Phú Ninh. Hồ Phú Ninh là một cái nơi, một cái thắng cảnh của đất Tam Kỳ Phú Ninh, đồng thời đó cũng là nơi là cội nguồn của người dân Tam Kỳ của chúng ta, dân Hà Đông của chúng ta, nơi mà thị ủy Tam Kỳ đã làm căn cứ từ năm 1963 đến năm 1975. Như vậy là chúng ta về Phú Ninh lần này là cái mục đích thứ nhất là về cội nguồn, mục đích thứ hai là anh em chúng ta, anh em hội viên của chúng tôi là đi du ngoạn trên ý nghĩa là đoàn kết cùng nhau để tìm cảm hứng, để sáng tác để trong một cái năm Mậu Tuất này có những cái phấn khởi và có những cái tác phẩm văn học nghệ thuật có giá trị nghệ thuật cao hơn. Và tôi trên cái cũng trên một chuyến thuyền đi trên lòng hồ Phú Ninh này, tôi đã cảm hứng và làm một bài thơ ký ức Phú Ninh. Tôi xin đọc bài thơ ký ức Phú Ninh. Anh Hưng ơi, cho anh đọc trên thơ ngày, anh cứ đọc thấy cho nó ngày, không đọc được gì đâu. Đây là bài thơ ký ức Phú Ninh. Phú Ninh ngày xưa máu lửa, mẹ già bám trụ nuôi quân. Địch càng lùi sâu vách núi, đói lòng ăn vả ăn sung. Thác Mui ngọc nha đồng lớn, đêm đêm bộ đội lại qua. Bóng mẹ mồm trong sương tối, tay gầy nghĩa nước bao la. Hôm ngãi ngày đêm mỹ phục, Tư Yên ngụy đóng chóp chài. Núi rừng gian gian pháo chụp, chiến trường sống chết một mai. Phú Ninh bây trừ đổi khác, trang tre huyền ảo đỉnh đồi. Thuyền em trôi trong mơ mộng, níu chân du khách bồi hồi. Giật mình rưng rưng ký ức, chập chờn quá khứ vành nôi. Long Sơn bào tre kỳ quế, mẹ tôi trụ bám đâu rồi. Xin hãy Tam Kỳ mùa xuân như đã mang bao tươi xanh về đây trải rộng cánh đồng rừng dương biển cả con kênh suối xa trời nước bao la. Tam Kỳ thành phố tôi bỗng ngỡ ngàng giữa bao phố xa, cho lòng lữ khách bâng một bước chân qua nơi này. Đêm trông trải một người đàn bóng chiều lòng hồ uyên chờ tình về tám thái. Tôi nhớ bài hát ngày nào để tôi nhớ lại nơi nào vẫn mong mà thô thuyền trôi mất về lại Phú Ninh như về với người tình. Lộng qua lộng về mày quá. Buổi du xuân giáo hội văn học nghệ thuật thành phố Tam Kỳ tổ chức hôm nay, tôi có cảm hứng viết một cái bài thơ, một khúc tâm tình về quê hương Phú Ninh. Tôi xin trình bày bài thơ. Cũng nói thêm là cái bài thơ này do tôi viết. Tôi trở về quê hương Phú Ninh, sóng vỗ mênh mang khúc tâm tình, vòng tiếng chèo khua một thời trần mạc,
ru rừng thắm từ phía núi xa xanh. Phú Ninh trong tôi muôn sắc muôn hình, trời bình yên nhuộm sân hồn cây cỏ. Có sắc tím đồi mùa chiều nắng gió, có mắt trong bên suối đời câu thề. Tôi lại về miền quê cụ Phú Ninh, đâu núi Trà Vu chóp chài đã dừng những tượng đài của một thời sừng sừng, dấu chiến công trong đất lửa anh hùng. Vóc hai tay hợp vào lòng ngụm nước, dạt dào nghe dòng sông chảy. Phú Ninh gặp câu hát thương miền quê quang, trong thẳm sâu hương đất bóng cửa mình. Xin hết. Sĩ thì tôi thấy trên tay anh đang cầm cái tập thơ Gió Ba Sông. Đây là một tập thơ anh mới vừa xuất bản năm 2018. Nói đôi nét về cái tập thơ này cũng như những cái thi phẩm trong cái tập thơ này thì nó có bóng dáng gì của những cái chiến thực tế của anh, em nhà thơ, các nhà thơ nhà văn trong hậu quả? Nhân cái chuyến du xuân thực hiện cái ngày thơ Việt Nam lần thứ 16 với cái chủ đề chung của cả nước là văn học đồng hành cùng dân tộc. Tôi may mắn được ra mắt cái tập thơ Gió Ba Sông từ những ngày Tết này. Và hôm nay là một cái buổi giới thiệu đầu tiên của tôi trước tập thể của anh em hội viên Hội Văn học Nghệ thuật thành phố Tam Kỳ. Tôi rất xúc động vì Gió Ba Sông là cái tâm tình tôi muốn gửi về cái nguồn cội của mình, nơi khai sinh ra mảnh đất Tam Kỳ. Sông Tam Kỳ, sông Trường Giang, sông Bường Thạch. Và hôm nay rất là cảm xúc, tôi được đi trên cái một trong những dòng sông đó là cội nguồn của dòng sông Tam Kỳ. Gió Ba Sông tôi đã gửi gắm tất cả những tâm tình của tôi về mảnh đất tổ tiên ở nơi đây, đất Tam Kỳ, đất Quảng Nam. Và Gió Ba Sông đã đưa một thời trai trẻ, đã suốt cuộc đời tôi có những chuyến phiêu bồng ở khắp các miền đất nước. Đó là những gì tôi muốn gửi gắm trong cái tập thơ này. Hôm nay cũng là trong cái không khí ngày Tết rồi Tết Nguyên Tiêu, tôi xin đọc bài thơ tôi mới sáng tác đây và được in vào tập này, tức là bài thơ Lời Của Tết. Tôi xin đọc. Tôi cần một quãng chợ quê để nghe xuân gõ tràn trề yêu thương, để nghe trong gió vô thường nhịp bình yên với đoạn đường đang đi. Tháng chạp chiếc đũa dịu kỳ dậy men từng góc phố thì thầm yêu, hồn quê tắm gội màu reo, tương cà mắm muối cũng đều được vui. Mẹ già bước tới bước lui trầu cau ra chợ bình vôi trải lòng, xanh quang gánh nhịp điệu cong rau và em góp những dòng thơ xanh. Thời gian giống bão trồng trành, tô mì kéo sợi vô danh cả đời. Còn riêng mấy bữa ăn chơi, con tôm lắc mỡ cũng lời quê hương. Tôi cần phản phất trong sương, ở trong khói bếp mùi hương nếp về. Tiếng gà thao thiết chợ quê, tiếng con lợn ác sau hè khai xuân. Tháng chạp thao thức phù văn, tháng giêng ái hiểu như gần đã xa. Tôi cần những cái sẽ qua, cái không ở lại, cái đà đi luôn. Xin cảm ơn. Xin cảm ơn nhà thơ Nguyễn Văn Kỷ. Ok.
còn nhớ bây giờ cá to còn không. Không giống như là cái gì đó gọi là năm năm kim dung nó gọi đến cái nhân vật gì đó. Cho không biết đâu.
Đi vô hình miết này thì bây giờ rõ tiền có xe hình được nha, qua vô hình miết luôn á. Rất là đẹp chứ. Rất là đẹp, đúng là đầm xíu luôn. Đây này cái dây nè. Thưa nhà thờ Văn Chính thì năm nay học văn học thì được tâm kỳ thay bằng cái việc tổ chức cái chương trình đêm thơ như đạp chân nam thì lại tổ chức một cái cuộc du xuân trên hồ Phú Ninh để anh em hội viên có thể vừa du xuân vừa thưởng thức những cái bài thơ, những cái tác phẩm thơ mới của những anh em hội viên. Thì nó như thế nào sao với các nam? Đến lúc này thì chúng ta đã đến kỳ nguyên tiêu thứ 16, ngày thơ Việt Nam lần thứ 16. 15 năm qua thì chúng tôi những người trực tiếp tổ chức các hoạt động văn nghệ, trong đó có chương trình ngày thơ Việt Nam mà trọng tâm là đêm thơ nguyên tiêu. Chúng tôi hết sức trăn trở muốn tìm những cách thức thể hiện nó mới hơn, nó khác hơn, nhưng mà phải đảm bảo những cái nội dung cơ bản nhất theo tinh thần chung về ngày thơ Việt Nam. Chính vì lẽ đó, lần này khi được tham gia cùng với Hội Văn học Nghệ thuật Tâm Kỳ trong một chuyến du xuân, du thơ, chúng ta vừa đi thưởng ngoạn phong cảnh ở một nơi rất là đẹp, đó là Hồ Phú Ninh, vừa làm thơ và vừa tổ chức ngâm vịnh những bài thơ do anh em vừa mới sáng tác. Tôi nghĩ đây là một sinh hoạt rất là thú vị, một cách làm mới mà các địa phương khác, kể cả Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh cũng sẽ nghiên cứu và có những cách thức tương tự như thế này hoặc khác hơn một tí, có một sự cải tiến để cái không khí của ngày thơ Việt Nam hàng năm nó trở nên sinh động hơn, hấp dẫn hơn và nó thật sự là ngày hội thơ của tất cả những người yêu thơ và người làm thơ. Cảm ơn anh. Nhà thơ Lên Dũng thì thường những cái rằm nguyên tiêu hàng năm thì tôi vẫn thấy anh xuất hiện nhiều ở các cái chuyến thơ từ những cái địa phương cũng như thành phố Đà Nẵng. Năm nay anh được dịp cùng với anh em hội viên Hội Văn học Nghệ thuật thành phố Tam Kỳ làm một cuộc du xuân trên hồ Phú Ninh để thay đổi một cái công cách trong cái ngày thơ năm nay, thì cảm nhận của anh với một tư cách một nhà thơ thì anh thấy cái hoạt động như thế nào? Với tôi, anh em văn nghệ sĩ Tam Kỳ là một cái nghĩa cử ứng xử với thơ. Tôi rất cảm tình và rất hoan nghênh cái cách tổ chức thơ tại Khổng Miếu. Khi nghe anh em văn nghệ Tâm Kỳ nói là tôi bỏ hết Đà Nẵng, mới đi Tây Giang về tối hôm qua, hôm nay phải có mặt. Bởi vì từ chỗ cái thái độ với cuộc sống, thái độ với thơ và cái tâm hồn với thi ca. Mà tôi cũng tin, tuy là một cái hội của địa phương Tâm Kỳ thôi, nhưng mà cách làm của anh em tôi cho là cách làm rất mới. Cái ngày xuân là trải hội Tâm Kỳ, chúng ta trải thơ mà trải thơ trên cái đại công trình thủy nông Phú Ninh, một cái thắng cảnh, một cái thắng tích đầy hùng vĩ, đầy chất thi sĩ và thất tích đầy và cái thành tích kháng chiến của cả cái Tâm Kỳ chúng ta. Tôi cho cách đây làm mới, nhờ ta qua cái du xuân này, qua du thơ này, qua trải hội, qua trải thơ thì hầu thơ nó thăng hoa hơn. Ta làm được như thế này, nó tâm hồn thơ phải không được đóng khung, thơ không được đóng khung mà thơ nó phải thiên di, nó phải đi trên cái hồ lớn này nè, ta mới có cảm hứng sáng tác, ta vừa gắn bó với cảnh người, với quê hương và đặc biệt với công trình này Thiêu Nông Phú Ninh, một thắng cảnh thơ mộng mà hấp dẫn về du lịch của sứ quản chúng ta.
cách làm này tôi cho là mới. So với các hội khác, người ta họ làm trong hội trường này, người làm tại chỗ, còn ta đây chúng ta, à, ta trôi, ta như trôi, thơ ta cũng trôi mà của người ta cũng trôi đi như Hồ Phủ Ninh. Như vậy thì thơ ca nó cũng đồng hành cùng với tháng thích, thơ ca chúng ta cũng đồng hành với di sản, thơ ca chúng ta cũng đồng hành với di tích, đồng thời với lịch sử của quê hương đất nước, của xứ sở mình. Cách làm thu của Hội Văn học Nghệ thuật Tam Kỳ tôi cho là rất đáng học tập, và cách này cũng cần nhân rộng ra cho cả nước để ta tìm một cách lối đi mới để diễn thơ, để trình diễn nghề thơ, chứ không cứ một chỗ điểm. À, tôi cho đây một cái cách diễn thơ, à, trình diễn thơ và luân chuyển thơ rất là hay. Thưa anh, thì vậy thì cái bản thân anh sau khi du ngoạn trên Hồ Phú Ninh thì đã có những cái câu thơ nào chưa trong cái trước đây tôi đã có một cái tập thơ này đây, Đủng Đỉnh Thanh Non, trên này có 3-4 bài, trong đó có 3-4 bài thơ về Phú Ninh đã được phổ nhạc. Tôi còn nhớ đi với anh phó chủ tịch tỉnh, anh Trần Minh Cả, anh em ngồi đây guitar thùng hát ở đây, cảnh này nó tạo nên hồn thơ lắm. Và tôi cũng có làm mấy câu thơ vừa ứng tác viết trên cái điện thoại di động để đọc tặng cho các bạn nghe. Tôi làm là làm để tặng cho Quỳnh Trương Phát nhưng mà lại là bây giờ có duyên đọc anh em đây. Như trôi về Hồ Phú Ninh, em như bóng nước lung linh bóng rừng, cõi sim già mắt rưng rưng, một thời bóng nhỏ đã từng khóc cay. Nắng cài khói sóng vào mây, gói thương gói nhớ hao gầy dáng em, tiếng cúc khắc khoải gọi đêm. Phú Ninh hồ vọng bên thềm ngõ quê, cỏ mây dâng díu câu thề người xưa bến cũ không hề chia ly. Nay làng mạc đã thiên di, hồ lớn lồng lộng em đi sau đành. Cha đi về miền Thiên Thanh, mẹ đang ở cõi thiện lành thiền môn. Ta chọn chống dại tránh khôn, ngâm nga ngẫm ngợi sinh tồn tử vong. Qua bao Lam Đông, Phú Ninh hò hẹn thông dông tìm về. Xin cảm ơn anh. Thấy cái mặt hồ luôn anh. Mời anh vô. Mình ơi. Cho biết là hiện nay mình đang làm cái công việc gì? Dạ, em thì hiện tại đang làm thị trường ở khu vực Tâm Kỳ. Em thì quê gốc ở Quế Sơn và Tâm Kỳ có vợ con ở đây. Và mới vào Hội Văn học Nghệ thuật được một năm nay. Đây là có lẽ là lần đầu tiên Tâm được tham gia trong một cái hoạt động nguyên tiêu của anh em hội viên Hội Văn học Nghệ thuật Tâm Kỳ. Dạ. Cái cảm nhận của em với một tư cách của một cái hội viên trẻ của họ trong cái hoạt động này như thế nào? Trước hết thì đem là một tác giả trẻ và mới thì em cũng rất là vinh dự được năm vừa rồi được Hội Văn học Nghệ thuật Phú Tân Kỳ kết nạp vào làm hội viên. Thì em nhận thấy đây là một sân chơi rất là vui và rất là bổ ích vì nó tạo được cái điều kiện để cho anh chị em văn nghệ sĩ của Tâm Kỳ mình có dịp gặp gỡ và trao lưu các đêm sáng tác văn học. Và từ đó thì mình có thể trau dồi hơn về cái niềm đam mê văn chương của mình. Và em rất mong là trong thời gian tới thì Hội Văn học Nghệ thuật Thành phố Tâm Kỳ luôn tổ chức những cái cuộc du xuân nguyên tiêu như thế này để anh em có dịp gặp nhau. Bản thân Tâm thì đã làm thơ nhiều và trước về Tâm Kỳ. Dạ, em thì cũng mới viết trở lại đây và mới xuất hiện trên các báo chí, mới trở lại một vài tác phẩm, cũng viết về Tâm Kỳ ít thôi. Cái bài nào tâm đắc không mình có thể gửi? Em sẽ đọc một bài thơ xuân về tháng giêng. Em xin đọc bài thơ có tên là Khúc Buồn Tháng Giêng. Người vừa rơi một nỗi buồn, xuống thềm giêng cũ chiều buông nắng tràn, triền sông ngọn cỏ mơ màng, câu thơ nặng nợ mây ngàn sơn khê. Sinh ra từ nắm đất quê,
dầu đi muôn nẻo đường về còn thương. Ngày qua trên dốc mờ sương, con chim khản giọng cố hương gọi mùa. Duyên rồi cải đã vàng chưa, mà nghe trong ngọn gió lùa bay bay. Chưa vừa một miếng trầu cai, trời duyên ai nỡ nhộm ngày buồn tên. Xin hết ạ. Tiêu tại Ban Thánh Cẩm Yếu sẽ thực theo sự chỉ đạo của Ban Nhân dân thành phố Tam Kỳ. Thì cuộc du xuân hôm nay nó có những ý nghĩa. Thứ nhất là chúng ta, và đây cũng là cội nguồn của những tháng năm kháng chiến chống Mỹ cứu nước của Hồ Phú Ninh của chúng ta. Đó là chúng ta, để chúng ta giao lưu với nhau đầu năm, để chúng ta thắt chặt hơn trong năm một lúc năm. Thì ý nghĩa là những chương trình mà ở trên chúng ta làm ở những năm trước, và chúng ta sẽ vui và chúng ta sẽ chơi mãi đến 4 giờ chiều chúng ta về. Tác phẩm có giá trị cao trong năm một lúc năm. Các cái hội viên mới xin trân trọng kính mời nhà thơ Nguyễn Tấn Sĩ, Phó Chủ tịch Hội Văn học Nghệ thuật Thành phố. Hội Văn học Nghệ thuật Thành phố Tam Kỳ cho đến thời điểm này, đặc biệt là chi hội văn học là tích cực trong công tác sáng tác văn học nghệ thuật. Hôm nay chúng tôi làm lễ kết nạp cho các hội viên mới, đặc biệt năm đã quyết định cho các đồng chí có mặt. Tổng hội kỳ ngày 1 tháng 2 năm 2018 quyết định về việc kết nạp hội viên. Kính thưa, tôi là người sinh ra lớn lên ở Tam Kỳ, rồi là đi dạy trên núi, đi dạy giải toán, rồi là ra ngoài Bắc làm 5 năm ngoài Bắc, rồi về tỉnh đoàn Quảng Nam. Xuân của năm giống của cam, hoan hương dài phong quang sống hiên ngang, bất cứ khóc trên đời như thạch xanh của thế kỷ dạng mình không tờ ngắm mình anh cha.